Trường học Ninja. Tập phim Cái đuôi của Aizan. Trời, tớ không bao giờ muốn chơi trò trốn tìm với Aizan. Cậu ấy quá giỏi. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy cậu ấy. Lần này chúng ta sẽ tìm được. Hãy tiếp tục đi. Hãy kiểm tra các bức tường. Lần trước cậu ấy đã đóng giả là một hòn đá đấy. Nhớ chứ? Anh ấy ở trên này. Anh ấy trốn ở trên cây. Này này, xem này, anh ấy trốn ở trên này. Trên cái cây đây này. Nhìn này, trật tự đi. Bắt được cậu rồi. Cậu chưa bao giờ thua trò trốn tìm cả, Aizan. Đây chắc chắn là chiến thắng lần đầu tiên. Cần phải ghi lại vào sổ sách mới được. Cậu không có cách nào trốn được bọn tớ đâu. Bọn tớ quá giỏi mà. Không phải rất tuyệt khi bọn họ không thể tìm ra anh cho đến khi em chỉ cho họ ư? Điều ấy thật tuyệt. Anh là một ninja rất giỏi. Anh có thể biến mất vào trong máu xâm được không? Biểu diễn cho em xem đi. Cho em xem anh biến mất trong làn khói thế nào đi. Em thấy biểu diễn trên TV một lần rồi. Làn khói phụt ra và ninja biến mất. Như vậy đấy. Em muốn làm như vậy. Làm cho em xem đi, làm đi. Xin lỗi nhé nhóc, nhưng bọn anh phải đi học đây. Đi học ư? Em đã từng đi học một lần, nhưng em không thích lắm, nên bố em đã mua cả ngôi trường và đóng cửa nó. Lớp học có tuyệt không? Một lớp học ninja ư? Em thực sự muốn trở thành một ninja. Anh có muốn trở thành một ninja không? Hay anh chỉ mới tới ngôi trường này? Em đã thấy một lần trên TV rồi. Cậu bé đó học xong ở một ngôi trường cho nữ, nhưng cậu bé đó là con trai. Và đó là một sự nhầm lẫn lớn. Thật là vui mà. Được rồi, chờ đã. Giờ hãy nói cho anh nghe, tên em là gì? Karumi, tên em được đặt theo người đàn ông vĩ đại, người làm chủ một con thuyền đánh cá của một vùng vịnh lớn. Còn anh là Aizan. Em hay nghe các bạn gọi anh là Aizan. Cái tên cũng tạm được. Không phải là quá hay. Cảm ơn em. Giờ em nghe kỹ này, Kazumi. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi ninja nhé, được không? Gọi là trò chơi im lặng. Im lặng? Em thích sự im lặng. Trò đó dễ lắm. Em rất giỏi những trò như thế. Quá là dễ để giữ được im lặng. Anh chỉ cần không nói gì và... Đấy, em có năng khiếu đấy. Giờ em có thể chỉ cho anh bố mẹ em ở đâu không? Tốt, hãy trao trả nó lại cho bố mẹ nó đi. Tai tớ đau lắm rồi. Chào mẹ, chào bố. Tạm biệt. Ồ, tốt lắm. Ta thấy các em đã gặp Kazumi rồi. Cả ba em đang được chứng kiến một ngày vinh quang cho trường Shuriken của chúng ta. Bố của Karumi đã đưa một tấm séc với số tiền khổng lồ và sẽ ký nó khi và chỉ khi Kazumi có một ngày tuyệt vời tại trường Shuriken. Giống như một ngày học thử. Hãy tưởng tượng xem tấm séc này có thể làm những gì cho trường chúng ta nào. Đôi cánh nghệ thuật biểu tượng của trường Shuriken chính thức được mở ra. Chúng ta sẽ có 400 máy tính mới nhờ vào tấm séc tuyệt vời này. Tất cả là nhờ có ngươi tấm séc ạ. Ta không biết cảm ơn mày thế nào. Cảm ơn tấm séc nhé. Cảm ơn rất nhiều. À, phải rồi, Aizan. Ta có để ý là Kazumi có vẻ thích em đấy. Vì vậy, nên ta giao cho em một trọng trách cao cả. Em phải đảm bảo rằng Kazumi sẽ có một ngày đi học thử tuyệt vời ở Shuriken. Thưa ngài, nếu việc đấy giúp ích cho trường học, em sẽ cố hết sức. Ta biết là em sẽ làm tốt, ta biết mà. Giờ hãy thứ lỗi cho ta. Ta phải đi tìm một nơi rất an toàn để cất tấm séc đáng yêu này. Đi nào tấm séc. Đi nào, ta sẽ cho mì đi dạo khắp trường. Ngươi có thích không? Có à? Thật tuyệt. Ôi thật tuyệt. Aizan, vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Đi nào. Chúng ta làm gì tiếp? Anh định dẫn em đi quanh trường phải không? Chúng ta sẽ làm gì nào? Anh đoán là chúng ta sẽ tới lớp. Đi thôi.
tới lớp. Tuyết, em có được học về chất độc, đao kiếm, bom khói hay là những con rắn mà người ta thường ném vào trong các trận chiến không? Một ninja phải chọn một góc độ đặc biệt để giúp cho anh ấy hoặc cô ấy có được bước đi đúng đắn. Và để đạt được điều này, chúng ta phải học cách di chuyển cơ bản. Em không hiểu tại sao chúng ta phải học những phép tính toán này. Cái này thì có liên quan gì đến trận chiến cơ chứ? Không phải chúng ta sẽ được xem các trận đấu sao? Em đã nghĩ ở đây sẽ phải ngập tràn tinh thần chiến đấu chứ. Bố của em đã bảo như vậy. Những ninja sẽ chiến đấu với những cái đầu bay cao và những cánh hỏa khắp mọi nơi, kiên cường, mạnh mẽ và mạo hiểm là những gì giống như ta được xem trên TV. Có điều gì mà em muốn chia sẻ với cả lớp không, Aizan? Hãy nói với ông ấy đi, Aizan, rằng anh muốn xem những trận đánh như thế nào, rằng không có đủ sự mạnh mẽ về hiếu chiến ở trong lớp học này. Aizan, đó có phải là tất cả những gì mà em thích sao? Em chưa học được tinh thần thực sự của một ninja sao? Em làm thầy ngạc nhiên đấy. Nhưng cậu ấy... Sự thăng bằng phải luôn được duy trì. Mấu chốt của việc tập luyện với vũ khí là cách để sử dụng vũ khí một cách hiệu quả. Anh biết không, Aizan, bố em không nghĩ rằng con gái thì nên làm giáo viên đâu. Bố em nghĩ rằng những giáo viên nữ thì hay làm hỏng móng tay hay cái gì đó khác, và vì thế họ không thể dạy học được, và học sẽ làm hỏng mọi thứ. Bố em cho rằng phụ nữ thì chỉ nên ở nhà thôi. Bố em rất giàu và ông ấy biết cái gì là đúng nên nghe theo. Anh cũng nghĩ giống bố em, có phải không, Aizan? Em... Thấy chưa? Em bảo rồi mà, bố em nói đúng. Hãy xem cách cô ấy chặt cái thứ kia kìa. Phụ nữ thì chỉ nên ở trong bếp để thái rau và các thứ thôi. Đúng không, anh Aizan? Bởi vậy, nếu một ninja học được một điều gì đó, thì đó chính là chìa khóa quan trọng để học được điều này. Là phải học. Bản thân việc học tập là một chìa khóa quan trọng rồi. Bí quyết để học tốt, đó chính là học. Đó chính là một trong nhiều bài học mà ninja phải học nếu như ninja đó muốn học một điều gì đó hay định học một cái gì đó. Wow, thầy dạy thật là chán quá. Đã ai bảo với thầy như vậy chưa? Ông thầy này thật là buồn chán quá. Sao người ta lại có thể để người thầy tẻ nhạt như này dạy học chứ? Buổi học này làm anh buồn ngủ phải không? Em biết vì nó làm em buồn ngủ. Nhìn xem cả nửa lớp đang ngủ say rồi kìa. Chắc chắn là anh dạy hay hơn thế, Aizan. Em biết là được mà. Em đã nhìn thấy anh chơi trốn tìm. Anh rất giỏi. Lên đi nào, Aizan. Hãy dạy em. Quên ông thầy này đi. Nào, Aizan, giờ em muốn dạy thay thầy phải không? Dạ không, thưa thầy. Chỉ là em đang phải trông chừng Karumi ở đây. Em chỉ xin thầy đừng trách em ạ. Aizan, em rất vui được đi với anh. Anh là ninja ưa thích của em. Đây hẳn là một ngôi trường tuyệt vời nếu nó dạy cho chúng ta cách trở thành ninja. Em không thể chờ đến buổi học dạy về các vụ nổ hay các thứ như vậy sao? Này, hãy nhìn tên này đi. Hắn nghĩ hắn sẽ trở thành một ninja sao? Hắn định đùa với ai vậy? Nabu Naga, đừng nghe cậu ấy nói tớ. Này, em phải dừng việc nói xấu người khác đi. Điều đấy là sai. Hơn nữa, Nobu Naga là một cậu bé thực sự tốt. Em sẽ nói bất cứ thứ gì em muốn. Nhiệm vụ của anh là trông chừng em, phải không? Và nếu em cảm thấy vui, thì trường anh sẽ có được nhiều tiền, phải không? Ai là ninja giỏi nhất trường vậy? Không biết có giỏi bằng em không nhỉ? Có lẽ em không cần tập luyện cũng giỏi hơn rồi. Anh nghĩ sao hả, Aizan? Này, nhìn gã kia đi, hắn thậm chí còn không thèm rửa tay nữa. Sao lại có người ở bẩn thế nhỉ? Nhìn kìa, đó chính là tên mà không chịu rửa tay trong toilet. May mà em không ngồi cạnh hắn ta. Thực ra em nghĩ người ta nên làm một cái bàn đặc biệt riêng cho em và anh, phải không, Aizan? Một cái bàn tiệc thật lớn để hai ta có thể ngồi và quan sát mọi người. Thế thì thật tuyệt. Xin lỗi nhé, Aizan, nhưng tớ chịu hết nổi rồi. Hãy nghe những gì tên nhóc này nói xem. Thật là bất lịch sự. Này, tuyệt chưa? Bàn của riêng hai ta. Trường Shuriken thật là vui. Chỉ của em và anh thôi, phải không, Aizan? Và đây là quán ăn của trường ta.
Ta sẽ mời ngươi một vài món, nhưng ngươi chỉ là một tấm xét, nên ngươi không ăn được. Nhìn hình dạng của ngươi mà xem. Ta hy vọng rằng Karumi đang rất vui. Hãy nhớ, vận mệnh của trường Shuriken nằm trong tay em đấy. Bằng mọi giá, phải làm cho Karumi vui vẻ. Giờ thì tấm xét ơi, ngươi có muốn tham quan các lớp học hay phòng gym ư? À, phòng gym, tốt thôi. Ông hiệu trưởng này thật là vui tính. Ông ấy cứ toàn nói chuyện với tấm xét. Buồn cười. Bố em thì chỉ nói chuyện với tiền của ông ấy thôi. Nhưng như thế thì được, vì bố em có cả đống tiền. Và ông nói rằng có tiền nên ông ấy làm gì cũng đúng. Và em tin ông ấy. Không chịu nổi rồi. Mình hết kiên nhẫn để tiếp tục bắt đầu. Sao anh không ra ngoài đấy mà chơi Aizan? Anh nên đi chơi đi, trước khi anh là một kẻ nhát gan. Anh có phải là kẻ đó không, Aizan? Cô em nói rằng bất cứ ai nhát gan thì đều bị đóng gói và gửi sang nước ngoài. Họ không thuộc về nơi này. Anh thì nghĩ sao, Aizan? Aizan, Aizan. Mình làm được rồi. Mình thoát rồi. Mình thoát rồi. Này Aizan, cái này có giống trò trốn tìm của ninja không? Nếu là thế thì em tìm được anh rồi. Em thắng rồi. Và nếu em tìm được anh thì có phải em giỏi hơn anh không? Thật tuyệt. Em là ninja giỏi hơn anh. Và em mới chỉ đi học một ngày thôi nhé. Ôi, trường Shuriken thật là tuyệt. Khi chỉ trong một ngày mà đã biến em thành một ninja siêu cấp rồi. Đủ rồi, mình không chịu được nữa, không được nữa rồi. Và thôi, đừng nói gì thêm nữa. Em hãy đi đi, hãy đi đi. Hãy đi đi, và đừng bao giờ trở lại. Anh không muốn nhìn thấy em nữa. Anh không được nói với em kiểu như vậy. Bố em rất giàu, bố em siêu giàu. Và anh phải tôn trọng em. Và nên nhớ là nếu anh đối xử không tốt với em, bố em sẽ không ký tấm xét đó cho trường Shuriken. Và nơi đó sẽ mất một đống tiền đấy. Hay thật, tất cả những gì chúng ta cần làm là bắt cóc tên nhóc đó. Và trường Shuriken sẽ mất một đống tiền. Đúng, mất một đống tiền. Có nhiều thứ quan trọng hơn tiền nhiều, đồ nhóc con. Không có gì quan trọng bằng tiền cả. Và em sẽ chứng minh cho anh thấy, nếu anh không đối xử tốt với em, thì em sẽ lấy tiền của bố em và bảo bố em mua lại ngôi trường vớ vẩn này và sẽ phá hủy toàn bộ nơi này, phá hủy nó, đập đi và sau đó lại xây lại, đập lại một lần nữa. Nó biến mất rồi. Mình chưa bao giờ lại thích sự im lặng như này cả. Ôi không, Brook Chang và Kimura đã bắt Karumi đi rồi. Ơ, Aizan, cái đuôi lắt chắt của cậu đâu rồi? Nó đâu rồi? Brook Chang và Kimura đã bắt nó đi rồi. Hồi bọn Katana thành người tốt từ khi nào vậy? Tớ đồng ý với Jimmy, tên nhóc đó đúng là hư mà. Nhưng cậu biết là, Aizan, điều đó đồng nghĩa với việc trường Shuriken sẽ mất đi một số thứ quan trọng đấy. Cậu nói đúng, Okuni. Hiệu trưởng đã giao cho tớ một việc quan trọng, một nhiệm vụ để giúp trường Shuriken. Cậu định làm gì? Nói chuyện với thầy hiệu trưởng và xem chúng ta có thể có thêm thời gian để sửa chữa lỗi lầm được không? Tốt hơn là em nên vào đi. Aizan, đúng đấy, những gì chúng ta sắp nói với thầy hiệu trưởng sẽ mất nhiều thời gian đấy. Thưa ngài hiệu trưởng, em có một vài việc và em muốn xin phép thầy. Chờ chút, Aizan. Thật ra thì ta rất vui vì em đến đây. Ta đang định tìm một chỗ để treo tấm xét tuyệt vời này. Một khi tấm xét được ký và tiền được chuyển cho trường ta, thì nó xứng đáng có được một chỗ treo để vinh danh. Có lẽ ta nên treo nó ngay phía trên bàn làm việc, hoặc là ta có thể biến nó thành 1,000 tấm và phủ kín khắp phòng. Điều đó...
Ôi, điều đó thật tuyệt. À đúng rồi, Aisan, em định nói gì với ta nhỉ? Dạ không có gì thưa thầy. Mấy giờ thì bố mẹ Kazumi sẽ đến đón ạ? Đúng 4:30. Thế Kazumi bé nhỏ có vui vẻ không vậy? Cậu ấy rất vui ạ. Ta không biết phải cảm ơn em như thế nào. Nhà trường mang ơn em rồi. Thầy hiệu trưởng bảo sao? Thầy ấy bảo rằng nhà trường mang ơn tớ vì đã chăm sóc tốt cho Kazumi. Trời, cậu sẽ xong đời nếu thầy hiệu trưởng phát hiện em ấy đã biến mất. Có lẽ thầy ấy sẽ không phát hiện được đâu. Có lẽ cậu định nói những gì tớ đang nghĩ phải không? Tớ hy vọng rằng đó là câu chuyện Kazumi và hội trường Katani đi. Rồi cùng nhau đi ra ngoài ăn kem. Không, tớ sẽ phải cứu Kazumi ra khỏi trường Katana và đưa cậu ấy về đây lúc 4:30. Như vậy thì vẫn có khả năng trường Shiroken có được tập xét. Tớ thích những ý tưởng của tớ hơn. Chúng tớ sẽ giúp cậu ấy rằng. Có biết mang tình bạn muôn năm. Nhắc lại cho tớ tại sao chúng ta phải làm việc này thế nhỉ? Người muốn gì? Ta đến đón Kazumi. Người phải thả cậu ấy ra ngay. Thật ư? Chờ đấy. Đừng đi đâu. Nhớ đừng đi đâu nhé. Các người thật kém cỏi. Ta biết các người sống ở đâu. Và tiền của bố ta thì nhiều hơn tiền của nhà tất cả các người cộng lại. Ông ấy có thể mua lại nhà của các người và ông bà của các người, rồi đuổi hết mọi người đi rồi đập nó. Chúng ta còn phải chịu đựng tên nhóc này bao lâu nữa đây? Ta đến đón Kazumi. Nộp cậu ấy ra đây. Người muốn nó ư? Lấy đi đây. Sao anh đến trễ vậy? Anh không thể tạo ra được một cuộc giải cứu hay hơn à? Thật kinh khủng. Bố em có thể làm tốt hơn nhiều. Ông ấy có thể giải thoát cho em bằng những chiếc máy bay trực thăng và những người lính biệt kích và những vụ nổ lớn. Chúng ta có nhất thiết phải đưa tên nhóc này về không? Có, ta chắc đấy. Người chắc chắn ư? Người chắc ư? Không ai được bảo ta phải đi đâu. Ta sẽ tự quyết định ta đi đâu. Mà có lẽ ta không muốn đi. Có lẽ ta muốn ở lại Katana. Úi, nó không thể ở lại được. Trường Shuriken phải đưa nó về. Ta không biết. Có lẽ chúng ta sẽ cho trường Katana vinh hạnh được đón tiếp Kazumi. Cậu ấy là của các người đấy. Cậu ấy là của các người. Không. Không, ngươi phải đưa nó về. Phải đưa về đi. Không. Không. Em không hiểu cái gì vừa xảy ra nữa. Đó có phải là một trận chiến đấu của ninja không? Ta chắc rằng đó không giống như một trận chiến của ninja. Và nếu đó là một trận chiến của ninja, sao anh lại buồn như vậy khi các anh chiến thắng? Kazumi, dù sao thì anh không nghĩ là em hiểu đâu. Thôi đi nào. Đi về với bố mẹ của em thôi. Tôi đảm bảo với ông rằng cậu bé Kazumi có một ngày tuyệt vời. Tôi cũng hy vọng như vậy, vì lợi ích của ông và của nhà trường nữa. Bố mẹ ở đây con mừng quá. Con vừa có một ngày thật tệ. Họ không cho con xem một chút kỹ thuật ninja nào. Và chẳng có ai bị thương. Chẳng có trận chiến nào ra hồn. Và con chẳng được học cách phá hủy bất cứ thứ gì. Và rồi chẳng có ai đối xử tốt với con. Và chẳng có ai làm những gì con bảo. Con nghĩ rằng trường ninja thật ngu ngốc. Và bây giờ con muốn có một chú ngựa nhỏ. Một con ngựa. Tôi lấy lại tầm xét. Chờ chút đã. Xin cho tôi một phút thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian. Ta đã hy vọng rằng mọi chuyện giữa chúng ta sẽ thật suôn sẻ. Nhưng có vẻ như nó không được như vậy. Số phận chúng ta thật bất hạnh. Người phải đi rồi. Không, chờ đã, để ta nói nốt. Ta và người đều biết rằng đây là cách tốt nhất cho tất cả mọi người. Dù sao ta vẫn sẽ nhớ người. Không, đừng nói gì cả.
ta muốn nhớ đến ngươi như thế này, với ánh sáng chiếu vào những nét mực và cả những vết răng cưa này nữa. Lấy đi, hãy lấy đi, nhanh lên. Làm tốt lắm, cảm ơn em Aizan. Nhưng thưa hiệu trưởng, em không hiểu. Không phải em đã làm hỏng mọi thứ sao? Ngược lại là đằng khác. Em chính là người hùng. Em đã cứu lấy ngôi trường này. Sao lại vậy ạ? Xem này, ba giáo viên xuất sắc nhất của chúng ta. Thực ra chúng ta chỉ có ba giáo viên. Dọa rằng sẽ nghỉ việc nếu như Kazumi đến học trường Shuriken. Trường Shuriken có thể tồn tại kể cả khi không có số tiền kia, nhưng không thể tồn tại nếu không có đội ngũ giáo viên tuyệt vời này. Chúng ta là một gia đình. Đôi lúc cuộc sống thật kỳ quặc. Nói tớ nghe xem. Tớ bạn của cậu mà. Giờ thì chúng ta đã làm gì trước khi Kazumi phá rối nhỉ? Chơi trốn tìm kiểu ninja. Đúng vậy. Tìm tớ đi nhé các cậu. Xin chào. Có phải bố của Kazumi không vậy? Đúng, tôi là hiệu trưởng của trường học Shuriken. Có tấm sách ở đó không? Tôi có thể nói chuyện với nó được không? Làm ơn hãy cho nó nghe điện thoại đi. Tôi biết bây giờ muộn rồi, nhưng